Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc đua 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu nói chung và tuổi Tân Sửu nói riêng đa phần sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên cũng như cách hóa giải vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 12 âm lịch. Dự báo trong tháng 12 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Kỷ âm thổ gặp Sửu âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh. Trong tháng này, các gia chủ Tân Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi.
Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Trong tháng 12 âm lịch, để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Tân Sửu. Với tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thành thơi, hoặc làm ít dần, hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Vậy nếu quý gia chủ vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi Tân Sửu đã bước sang tuổi 59 nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe. Trong tháng này, tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, tài lộc, những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đặc biệt, vật phẩm còn hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với người tuổi Tân Sửu. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tân Sửu nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Tân Sửu phải đối mặt. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để thành công và thuận lợi, nữ gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị, dậu, sửu của kênh phong thủy Gia Cát. Vật phẩm phong thủy tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về tình cảm và gia đạo, theo tử vi 2020 tháng 12 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Sửu khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho người tuổi Tân Sửu dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình quý gia chủ vào tháng này cũng gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Tân Sửu là chủ của gia đình, tiếng nói sẽ nhận được sự tôn trọng nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Còn đối với Tân Sửu nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp sự vật hành thông, tốt lành. Về sức khỏe, tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Tân Sửu. Ở độ tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và do dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng do quý gia chủ đang chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi. Cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi.
Ngoài ra bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Người tuổi Tân Sửu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, tị, sậu, sửu, chế tác từ gỗ huyền long và hạt đá mã não đỏ là một loại đá quý có tác dụng tốt với hệ tim mạch. Pháp khí sẽ giúp quý gia chủ tăng cường vận khí, chiêu tài lộc, cắt khí quý nhân, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ tuổi Tân Sửu. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.